Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ Năm ngày 24 tháng 5 năm 2018. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc nói với Hoa Kỳ đây là lúc để hòa bình với Bắc Hàn. Lãnh đạo tối cao Iran chỉ trích Hoa Kỳ. Đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad, 19 người bị thương vong. Tổng thống Trump hủy cuộc gặp với lãnh tụ Bắc Hàn. Chính sách mới của NFL yêu cầu nếu ra sân, cầu thủ phải đứng chào cờ. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Quý vị, bản tin thế giới cho biết rằng Trung Quốc nói với Hoa Kỳ đây chính là lúc để hòa bình với Bắc Hàn. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã nói với Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 23 tháng 5, nếu như muốn thiết lập hòa bình với Bắc Hàn, thì bây giờ chính là thời điểm cho việc có một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Người đứng đầu Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Wang Yi đã nói như trên trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo. Trước đó, giới truyền thông dẫn phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Nam Hàn tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng 5, cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể không được diễn ra theo đúng như kế hoạch và ông sẵn sàng dời cuộc gặp sang thời điểm khác hoặc thậm chí hủy bỏ nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định. Tổng thống Trump nhấn mạnh một lần nữa một trong những điều kiện để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đó là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, lãnh đạo tối cao Iran lên giọng chỉ trích Hoa Kỳ. Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei vào hôm thứ Tư 23 tháng 5 đã đáp trả động thái từ chối thỏa thuận hạt nhân của Hoa Kỳ với Tehran, nói rằng cộng đồng Cộng hòa Hồi giáo không làm việc với một quốc gia không giữ cam kết. Trong bài phát biểu đầu tiên với công chúng kể từ khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo yêu cầu Iran thực hiện các thay đổi chính sách sâu rộng, trong đó, phía Hoa Kỳ yêu cầu quốc gia vùng vịnh phải chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân và ngừng hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hezbollah, nhóm Hoa Kỳ coi là phần tử khủng bố. Khamenei cũng nói thêm Iran không có tranh chấp với các nước châu Âu, nhưng không tin tưởng họ. Ông cho rằng họ cần đảm bảo Iran sẽ nhận được lợi ích kinh tế nếu tuân thủ đúng thỏa thuận. Theo đó, Iran có quyền mở rộng chương trình hạt nhân vượt quá những giới hạn của thỏa thuận nếu như châu Âu không tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo mua dầu của Iran trong trường hợp Hoa Kỳ cố gắng cản trở việc buôn bán dầu thô. Đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad khiến cho 19 người đã bị thương vong. Ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng và 15 người đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq. Theo giới chức địa phương, vụ đánh bom xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 5 tại quận Shula, khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Kẻ tấn công đã kích hoạt khói thuốc nổ mang trong người sau khi bị các nhân viên an ninh chặn lại ở lối ra vào công viên Salawiya. Hiện thì chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công có nhiều nét tương đồng với kiểu tấn công của các tay súng tổ chức Hồi giáo ISIS. Cũng xin nhắc lại, Iraq từng là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm khủng bố. Năm 2014, ISIS đã chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Mặc dù vào tháng 12 năm 2017, Thủ tướng của Iraq Haider al-Abadi, đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, tuyên bố quân đội đã giành được chiến thắng trước tổ chức khủng bố ISIS. Nhưng những nguy cơ bất ổn và những mối đe dọa về an ninh vẫn luôn hiện hữu. Thưa quý vị, giáo sư luật trở thành tân thủ tướng Italy. Giáo sư luật Giuseppe Conte, một nhân vật ít tên tuổi trên chính trường Italy, đã chính thức trở thành thủ tướng thứ 65 của nước này. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã chính thức phê chuẩn đề cử của Liên minh Đảng Dân Túy, Phong trào Năm Sao và Đảng Cực Hữu Liên đoàn Phương Bắc về việc chọn ông Giuseppe Conte, 54 tuổi, làm thủ tướng. Quyết định này đã tạm chấm dứt 2 tháng bất ổn chính trị ở tại nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực của các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu sau cuộc bầu cử hồi tháng 3. Trước đó, trong cuộc họp ngày 18 tháng 5, Liên minh hai đảng đã thống nhất đưa ra các chính sách cho chính phủ mới, bao gồm các biện pháp chống lại các chính sách thắt lưng buộc bụng như cắt giảm mạnh thuế, tăng lương hưu và tăng lương cơ bản hàng tháng. Tuy nhiên, giới hữu châu Âu tỏ ra hoài nghi với chiến lược trên.
họ cho rằng quyết định của hai đảng có tư tưởng chống liên minh châu Âu có thể sẽ làm đẩy khu vực đồng tiền chung châu Âu trở lại thời kỳ khủng hoảng nợ công, thưa quý vị. Amnesty đã nói quân đội Nigeria phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Tổ chức nhân quyền Amnesty International cho biết vào thứ Năm ngày 24 tháng 5, quân đội Nigeria đã phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại, bao gồm tra tấn, hãm hiếp và giết hại thường dân trong cuộc chiến chống nổi dậy Hồi giáo Boko Haram. Các tội ác này đã kéo dài trong nhiều năm và đã vẫn tiếp tục mặc dù một cuộc điều tra của Tổng thống được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, song những phát giác của họ không được công bố. Trong một tuyên bố, quân đội Nigeria mô tả những phát giác của Amnesty là một báo cáo sai sự thật và hư cấu. Còn một tuyên bố Tổng thống cho rằng báo cáo của Amnesty thiếu sự tín nhiệm. Được biết, báo cáo dài 89 trang đang dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn và có đầy đủ các thông tin về bạo lực tình dục và giết hại người dân. Xin nhắc lại rằng Nigeria đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài 9 năm chống lại Boko Haram, một cộng đồng Hồi giáo ở tiểu bang Tây Phi. Cuộc xung đột đã giết chết hơn 30.000 người và là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Chuyển sang phần tin Á Châu, thưa quý vị, truyền thông công bố hình ảnh bãi thử hạt nhân Bắc Hàn. Theo tin mới nhất từ truyền thông, nhóm phóng viên quốc tế đang trên đường tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Bắc Hàn. Điều này cho thấy dường như Bắc Hàn sẽ tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân của nước này vào cuối ngày 24 tháng 5 nếu điều kiện thời tiết cho phép. Theo nguồn tin báo chí mà các phóng viên Nam Hàn tham dự sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân gửi về, nhóm phóng viên quốc tế từ Nam Hàn, Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga và Anh Quốc đã di chuyển bằng tàu hỏa từ thành phố Wonsan lúc 7 giờ tối 23 tháng 5. Chuyến đi này kéo dài khoảng 11 tới 12 tiếng, sau đó thì nhóm phóng viên quốc tế sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus thêm 4 giờ. Cuối cùng, nhóm phóng viên sẽ đi bộ khoảng 1 giờ nữa để tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Trước đó, Bắc Hàn nói rằng nước này sẽ phá hủy các đường hầm và các cơ sở trong bãi thử hạt nhân Punggye-ri trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Hiện Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể. Vừa rồi là phần tin Thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, Hải Bình và Kiều Trâm sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.